lành lành áng mây sâu. Thưa quý vị, chúng ta sẽ chia tay với Hoài Lâm để cùng gặp gỡ ngay trên sân khấu bây giờ. Một điều hết sức là kỳ diệu của nghệ thuật. Quý vị sẽ gặp gỡ trở lại một người nghệ sĩ đã đi xa nhưng sẽ xuất hiện trên sân khấu. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga, xin mời quý vị. Thank you.
cả đã tam đình binh để bảo toàn mạng sống cho ta, dầu chỉ trong giây phút ngắn ngủi. Nhưng nàng hãy ra lệnh cho nghĩa binh anh dũng hãy nổi trong đầu đi, hãy nổi trong tâm công đi. Hãy tấn công trong tiếng cười ngạo nghễ để đưa tiếng hồn ta đi theo tiếng trống hoài hùng. Phu nhân ơi, sông thác là chuyện đi về, hộp tang là trò dấu bể, tất cả đều không đáng kể. Mà chuyện đáng lo là sự trường tồn của dòng dõi hùng. Hỡi ba quân tướng sĩ, ta đã làm tròn đạo nghĩa vợ chồng. Giờ ta ra lệnh tấn công, dầu phải hy sinh phụ tướng. Chủ tướng, xin chàng hiểu nỗi lòng của thiếp. Lại chị, cho em được nổi trống tấn công. Truyền tấn công. Nước Nam độc lập muôn đời. Quý vị vừa thưởng thức phần trích đoạn tiếng trống Mê Linh với phần hóa thân của Hoài Lâm vào hai nhân vật nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga và nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Thưa quý vị, và chúng ta cần vinh dự hơn nữa khi trong khán phòng hôm nay, ngay bên cạnh Thanh Bạch, đó là nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu. Chắc có lẽ đã ở cả cuộc đời với sân khấu cải lương, hôm nay có dịp chứng kiến với gương mặt thân quen. Và chúng tôi cũng không thấy rằng không ít quý vị khán giả đã rơi lệ vì sự xúc động, và nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu cũng thế. Hãy chia sẻ những cảm xúc của mình ngay giây phút này ạ. Trước hết thì Ngọc Dầu xin kính chào ba vị giám khảo và kính chào hết tất cả khán giả đã đến đây. Rất là cảm động, tại vì đối với Thanh Nga với Ngọc Dầu thì chị em đã từng gắn bó với nhau 5 năm. Nhưng hôm nay cái cảm động hơn nữa thì rất là yêu Lâm. Tại vì Lâm là một đứa trẻ nhưng mà dám làm, dám nghĩ, và làm được như thế này thì mới được nổi tiếng Lâm mà. Cái nổi tiếng đây bây giờ Lâm đã làm được bà cầu. Bây giờ cái đó là cô đã quá nể rồi, thì bây giờ Lâm làm cô Thanh Nga và chú Thanh Sang. Cái này thật ra là không ai dám làm mà con làm được, mà làm rất là hay, rất là giỏi. Như thế không bao giờ có được một đứa trẻ như thế này, mà cái này là phải nói là nhân tài. Con có tài, con ca được, con hát được, con bắt chước được, thì cái này tất nhiên là con sẽ nổi tiếng thôi. Xin cảm ơn những lời của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu. Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời giám khảo Đức Huy. Cho đến hôm nay thì tôi mới hiểu được lý do tại sao mà giám khảo Hoài Linh cứ nhất định muốn Hoài Lâm phải giữ
cái bộ môn nghệ thuật này là cải lương. Và đây là cái mà bạn tỏa sáng. Chưa bao giờ tôi nghĩ là bạn lại tỏa sáng như thế. Và nếu được thì tôi xin gọi bạn là một viên ngọc của nghệ thuật Việt Nam. Và bạn cần thời gian để mà mài giũa để cho tỏa sáng hết toàn diện. Bao nhiêu một viên ngọc có mấy trăm mặt đó. Vâng. Và tôi cũng xin tiếp lời chị Ngọc Dầu là tôi hoàn toàn đồng ý với chị là bây giờ tìm một ca sĩ trẻ hát R&B hay là hát nhạc mới bây giờ thì nói chúng ta đếm không xuể. Nhưng mà nếu mà tìm được một người trẻ như Hoài Lâm mà lại giữ và nuôi dưỡng cái bộ môn nghệ thuật này một ngày với thời gian thì người ta bảo là bị mai một. Nhưng mà nếu có những người như Hoài Lâm thì tôi vẫn còn đặt niềm tin trong cái bộ môn cải lương nghệ thuật này. Xin cảm ơn Hoài Lâm. Xin cảm ơn giám khảo Đức Huy. Chúng ta cùng nghe chia sẻ với giám khảo Mỹ Linh. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời chị xem một trích đoạn cải lương và đã làm cho chị rơi lệ. Tài năng của em, sự xuất chúng của em, khả năng biểu cảm, khả năng hát, khả năng vũ đạo, khả năng hóa thân vào nhân vật của em trong tất cả các cái đêm thi thì chắc là không còn phải bàn cãi. Sau cái đêm thi mà em hóa thân thành nữ nghệ nhân Hà Thị Cầu thì chắc là không ai còn bàn cãi nữa. Nhưng hôm nay em, việc mà em lựa chọn vai diễn này, em lật lại một trang sử hào hùng của dân tộc, em đã làm cho chị rất là xúc động. Trong cái không khí của cả dân tộc, cả đất nước mình giờ này phút này, thì cái vở diễn trích đoạn của em vừa rồi có ý nghĩa vô cùng. Và chị nghĩ rằng không chỉ riêng chị mà có rất nhiều những người khán giả khác đang theo dõi chương trình, họ cũng có sự đồng cảm với chị. Và cảm ơn em vì em đã đánh thức lòng tự hào dân tộc, đánh thức trong trái tim của mỗi người Việt Nam. Khi mà ở cái phút cuối cùng, khi hai người phụ nữ lớn nhất của dân tộc Việt Nam kêu lên một tiếng gọi như thế, xin cảm ơn vì cái phần trích đoạn vừa rồi. Xin cảm ơn giám khảo Mỹ Linh. Và tiếp theo là phần nhận xét của giám khảo Hoài Linh ạ. Trước tiên, lấy tư cách không phải là ban giám khảo, bố cảm ơn con. Bố cảm ơn con vì con đã nghe lời bố. Nghe lời bố không phải vì con hát cái trích đoạn này, nhưng con nghe lời bố là con giữ cái dòng nhạc quê hương. Bố cảm ơn con rất nhiều, bởi vì bố biết trong cái phần thi chung kết này, con có quyền lựa chọn tất cả những ca sĩ mà con có thể thể hiện được. Và trong năm cái người mà con chọn, cuối cùng con lại chọn nghệ sĩ Thanh Nga và Thanh Sang. Bố không nói về cái nhân vật mà con lựa chọn, nhưng bố nói về cái tình cảm con dành cho cái dòng nhạc quê hương. Mà cái đó là cái lòng bố luôn lúc nào cũng ấp ủ con bước theo. Ngày hôm nay khi con đủ 19 tuổi, bố đã nói với con một câu rằng bố cho con có quyền chọn lựa con đường nghệ thuật của con đi. Là con có thể hát nhạc trẻ. Nhiều khi bố thấy con đi diễn chung với bố nhìn thấy con nhìn các bạn trẻ hát nhạc trẻ, đôi mắt con rất thèm thuồng. Trong lòng bố đau lắm chứ. Nhưng lúc đó con còn quá nhỏ để bố định hướng cho con. Và bố buộc con phải theo dòng nhạc quê hương. Bởi vì khi đó nếu con theo dòng nhạc trẻ, không sớm thì muộn, tuổi con còn quá nhỏ, chắc chắn con sẽ hư.
và con không còn là thằng Hoài Lâm của bố như bây giờ. Xin cảm ơn. Con về... muốn bổ sung gì không ạ? Còn về cái phần trích đoạn ngày hôm nay, trước tiên bố cảm ơn vong linh của nghệ sĩ Thanh Nga. Kính thưa quý vị, cho Linh chia sẻ là ngày hôm qua trước khi cháu thi, cháu có lên trên nghĩa trang và cháu điện thoại về cho tôi, có nói là bố ơi con phải cúng gì. Thì Linh nói là thôi tùy con. À, nhưng mà con vào con thắp nhang trong chùa, con thắp nhang cho cố Bảy Phùng Há, xong rồi con thắp nhang cho bà nội ba, tức là nghệ sĩ Thanh Nga. Và bố nghĩ rằng bố là người sống tâm linh, bố nghĩ rằng ngày hôm nay bà nội ba đã phù hộ cho con và theo dõi cái trích đoạn của con. Và một lần nữa bố cảm ơn con đã là một người con đến tính đến thời điểm này nha, là con biết nghe lời. Cảm ơn con. Thưa quý vị, và trích đoạn vừa rồi nếu chúng ta xét kỹ sẽ thấy một phần hóa thân tuyệt vời vào nghệ sĩ Thanh Sang. Và thưa quý vị, nếu trong cái vở tuồng chính thì quý vị sẽ thấy phát trên TV thì cái phần vai Thanh Sang sẽ xuất hiện sau khi cái lời cầu khấn của Trưng Trắc xong á, thì cái hình của nghệ sĩ Thanh Sang sẽ hát coi như là đáp lại cái tình cảm của người vợ của mình. Nhưng ở đây chính cái vai Trưng Trắc lại nói và hát cái lời của người chồng của mình là Thi Sách, thì chúng ta lại cảm nhận được đó là chính là cái tâm tư cũng như để giải quyết cái vấn đề gút mắt trong lòng của người vợ khi phải quyết định và nổi trống để tấn công. Như thế có nghĩa là người chồng của mình sẽ hy sinh, và nó được lồng vào nhau, nó trở thành một cái tuồng cải lương hiện đại phiên bản mới 2014. Xin được cảm ơn bạn. Thưa quý vị, chúng ta